bạn thân mến, dọc theo con đường hạnh phúc thì có rất nhiều những cái ngôi làng nhỏ nhỏ của người đồng bào Mông nằm bên cạnh những cái núi đá. Và ngày hôm nay thì tôi đang trên đường đi vào một cái ngôi làng như vậy, một ngôi làng khá là nhỏ thôi, nằm dưới những cái chân của những cái quả núi. Và cái con đường đi vào thì nó cũng khá là nhỏ. Bây giờ thì tôi đang có mặt ở trên đường rồi. Khi mà quan sát trên cao, tôi còn thấy một ông chú say rượu, và khi ông ấy ngật ngưỡng đi về và còn nằm ngủ ở giữa đường luôn cơ. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi xuống phía dưới ngôi làng này xem là có cái điều gì thú vị không. Vì cái ngôi làng này mặc dù nó nằm ngay con đường hạnh phúc thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng là có rất nhiều bạn đã từng đi qua đây, chỉ nhìn thấy thôi nhưng chưa bao giờ đi vào một lần. Tôi cũng vậy, tôi cũng rất là tò mò. Ngày hôm nay thì tôi quyết định là sẽ đi vào đây để khám phá. Cái con đường để vào ngôi làng phía dưới này thì nó cũng rất là dốc, và cái mặt đường nó cũng không hề rộng, nó chỉ đủ lọt được một chiếc xe máy đi qua thôi. Và nếu có hai chiếc xe máy đi ngược chiều nhau thì có khi một xe phải đứng sát vào lề đường như này, dừng lại để cho xe khác đi qua. Đó. Thời tiết ngày hôm nay cũng khá là lạnh. Cái thời điểm tôi đến đây là hơn 4 giờ chiều và nhiệt độ nó chỉ dao động từ 9 đến 10 độ C thôi. Một cái màu sắc khá là ảm đạm của cái trời mùa đông trên những cái vùng cao núi đá. Xem nào, đã gặp những cư dân đầu tiên của ngôi làng rồi. Không biết là họ đang đi làm gì. Chào các cháu nào, các cháu đang làm gì đấy? Một bà mẹ và hai em bé. Chào chị nhá. Nhót giòn à? Làm gì đấy? Chị ơi, mình làm gì đấy? À, chơi à? À, đây con chị à? Thế đứa bên này thì sao? Có phải con mình không? Phải à? Thế một đứa có kẹo ăn, thế một đứa không có kẹo à? Hả? Thế mẹ thiên vị cho con trai rồi. Cô con gái xinh xắn chưa này? Này, thế là mẹ không mua cho con kẹo à hay như nào? Hả? Con tên là gì nào? Bạn gái cũng rất nhút nhát này, chúng con hai cây kẹo này. Xin. Cháu xin. Cháu xin. Rồi, chia cho em một cái nữa. Không phải chia, chú cho em thêm mà. Đấy, một bà mẹ và cùng hai con nhỏ chắc là ra đây để hóng sóng điện thoại hay sao đấy. À, cháu xin à? Ừ, giỏi quá. Này, cho cháu nốt một cái nữa này. Nhà mình ở đâu? Dưới này à? Rồi, thế thì tạm biệt ba mẹ con nhá. À đây này, thằng kia lúc nãy nó sợ mình nhỉ, bây giờ nó lại thò lên nhỉ. Ra đây chú Bảo. Cô ơi, cháu mấy tuổi rồi? Hả? Cháu mấy tuổi rồi? Mấy tuổi nào? Không nói. Thế cháu có ăn cái này không? Nào xin nào. Cháu. Xin chào. Xin chào á? Ôi, sao lại xin chào? Cái này là cháu xin chứ. Tôi thấy cậu bé còn xăm những cái hình tay này. Chú xem nào. Ôi dồi ôi, cái này là lấy kẹo cao su xăm đúng không? Đi, đi về nhà đi. Rồi, nhà cháu ở đâu? Hả? Không nói luôn. Thường thì các bạn nhỏ đây cũng khá là nhát. Hầu như là vậy. Cháu có về nhà không? Thôi. Thôi kệ các cháu chơi bây giờ. Tôi phải xuống dưới thôi. Vì nếu mà đi muộn quá thì sợ trời nó sẽ tối. Ở đây thì bà con chất những cái thân cây ngô rất là cao như này. Đây là một phần rất là quan trọng để phục vụ cho mùa đông. Cái này nó sẽ sử dụng để làm cái chất đốt ấy, cái củi ấy. Ở đây thì cũng rất ít cây cối để có thể làm củi ấy, nên là bà con tận dụng hết tất cả những thứ gì có thể dùng để đốt được. Và đặc biệt ở đây thì mọi người tận dụng thân những cây ngô phơi khô đi, và để khi nào cần thì sẽ mang ra để sử dụng. Đó. Đi một lúc thôi mà tôi đã đi gần xuống phía ngôi làng rồi. Đấy, lại bắt gặp thêm những cư dân tiếp theo. Thường là những em nhỏ thôi. Chào cháu nhá. Cháu đang làm gì đấy? À, cháu trông em à? Tôi gặp thêm ba anh em nữa này. Nhà cháu ở đâu nào? Nhà cháu ở đâu? Trên kia á? À, xuống nữa à? Bây giờ đã đi về nhà chưa? Chưa. Chưa à?
Thế là ôi dồi ôi, sao em lại gặm bật lửa này. Bỏ ra bỏ ra. Cái này không phải để ăn. Cái này không phải để ăn. Ôi thằng bé nó gặm cái bật lửa này. Đây chú đổi cái khác cho. Này chú đổi cái khác cho này. Cầm lấy. Đúng rồi, cái đó không phải để ăn nhá. Nào thế bạn này có ăn kẹo không? Đấy rồi ok. Anh lớn có ăn kẹo không nào? Không à, thôi này cầm lấy. Cầm. Không ăn. Không ăn á? À, để dành cho những bạn khác à? Chú không ép nhá. Cháu không thích ăn thật đúng không? Ok. Thôi được rồi. anh lớn là có vẻ là chê kẹo rồi. Tôi thử đi vào ngôi nhà đầu tiên. Chào em nhá. Đi đâu đây? Hả? À đi chơi à? Nhà mình ở đây à? À mình bao tuổi rồi? Em 22 tuổi. 22 à? À thế cái làng mình tên là làng gì? Xíu xả lộng ạ. Xía Xả Lùng à? Vâng. Thôn Xía Xả Lùng à? Vâng. À, thôn Xía Xả Lùng. Nhà mình ở đây. Vâng. Bây giờ đi chơi là đi chơi đâu? Chơi ngoài đường thôi. À, đi ngoài đường hả? Cứ ra ngoài đường chơi thôi à? Vâng. Tưởng đi tán gái cho mình đi với. Ok. Đấy. Một cái buổi chiều đông cũng có rất nhiều những cái hoạt động diễn ra. Trẻ con thì đi chơi ở đường và người lớn thì cũng đi chơi ở đường. Ở trên bản làng vùng cao thì đúng là khi mà mùa đông đến thì nó nhuộm một cái màu rất là buồn, nó rất là lạnh lẽo ấy. Thậm chí là một cái ngôi làng rất là nhiều ngôi nhà như này nhưng mà tôi thấy rằng là cũng không có quá nhiều những cái sự sinh hoạt của người dân ở đây. Đây này, phía bên dưới này thì tôi thấy một ngôi nhà mới đang xây. À, thử đi vào đi. Đây là những cái cây sa mộc, những cái cây mà nó sống được ở vùng núi đá. Những cây sa mộc thì nó có một cái đặc tính là rất là thẳng. Đấy, mọi người nhìn này. Em mọi người dân ở đây họ sẽ dùng để làm cột kèo cho nhà. Đấy chắc là ngôi nhà có điều kiện nhất ở đây rồi vì thấy họ xây cũng khá là to. Anh chị ơi, có ai nhà không ạ? Cứ thử chui vào đi. Bên này có rất nhiều nồi niêu xoong chảo, chắc là của thợ. Nhà mình ơi, có ai nhà không ạ? Anh chị ơi, không thấy ai. Ôi trời ơi, mọi người đâu hết rồi. Trên này chuẩn bị đổ mái này. Hình như là phía ngoài này mới có người thì phải. Một ngôi nhà của người Mông xây dựng rất là kiên cố. Bây giờ thì tôi đi qua rất nhiều những cái trống như này, trống để làm đổ dầm sàn như này này. Chị ơi, có ai nhà không ạ? Xin chào. À xin chào, chào. À gặp người nói được tiếng kinh này. Chào cháu nhá. À không, đây đây là mấy cháu, đây không phải cháu, chào em nhá. Em chủ nhà đây à? À thế là đây là em bao nhiêu tuổi rồi? Em á? Ừ. 17 ạ. 17 à? Lấy chồng nhá? À chưa lấy chồng à? Ở đây nhà em à? Ừ. Em tên là gì? Mỹ á? Ôi trời ơi, hôm nay mình lại gặp thêm một bạn tên là Mỹ nữa rồi. Thế Mỹ đang đi làm gì về đấy? Hay giao lợn. Hái rau lợn á? Thế Mỹ có bận lắm không? Đưa anh đi chơi quanh đây một tí được không? Cũng không bận ạ. Ok nhá. Bây giờ thì tôi đã làm quen được mà một cô gái tên là Mỹ. Số mình rất là đỏ, thường thì gặp rất nhiều những cái bạn nữ tên là Mỹ. Thế Mỹ là 17 tuổi. Vâng. Còn đi học không? Không rồi ạ. À thế em học hết lớp mấy rồi? Lớp 9 thôi ạ. À. Thế công việc hàng ngày của mình là sẽ lấy rau cho lợn. Vâng. Ừ. Thế là bây giờ em đang ở với bố mẹ. Vâng. Ừ. Thế cái nhà này xây là hết bao nhiêu tiền em biết không?
Em cũng không biết nữa ạ. Cũng không. Cái con gái thì chắc ít quan tâm những cái vấn đề đấy nhỉ. Đúng ạ. Đây là cái rau gì? Mình chẳng cũng biết nó không là biết rau gọi là rau gì nữa. Ừ, cũng không biết là rau gì nữa. Hả? Rồi, thế bây giờ em sẽ làm công việc gì tiếp theo nào? Cũng đi hái rau lợn thôi. À, lại đi hái rau lợn tiếp á? Vâng. Ở đâu anh đi với? Ờ, cũng được. Ừ, cũng được. À, ok nào, bây giờ đi đường nào nào? Em đi trước nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì Mỹ lại phải đi... nó giống như kiểu mê cung ấy, cứ phải đi lách qua chỗ này chỗ nọ thì mới đi ra được khỏi cái chính cái ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà xây rất là kiên cố của người Mông. Đấy, không khác gì cái mê cung rồi. Giống như kiểu là hai anh em mình đi trong một rừng cây ấy nhỉ. Ờ, làng của mình thì có tất cả bao nhiêu gia đình em? Bao nhiêu hộ? Hình như là 20 mấy thôi ạ. 20 mấy à? Thế có nhiều con gái xinh như em không? Ờ, cũng không ạ. Cũng không à? Thế em là xinh nhất làng chưa? Em cũng không phải xinh nhất làng đâu. Ừ, thế còn ai nữa hả? Có một em. À, một em nữa. Vâng. Ờ, thế bây giờ đi đường nào nào? Đường này. Ờ, đi. Từ từ á. À, đợi gì nữa? Bố mẹ em. À, bố mẹ à? Vâng. Ồ, chào chú nhá. Chào cô. Bố mẹ chắc là đi đi chợ à? Vâng, đi chợ về. Này, thế lý do gì mà Mỹ không đi học nữa? Cũng không biết nữa. Ồ, có vẻ là hơi nhiều lý do đúng không? Đúng ạ. Bố mẹ không cho đi học hay là gia đình không có điều kiện hay là không thích đi học nữa? Gia đình cũng không có điều kiện và bố cho nhưng mà mẹ không cho. À, bố cho đi nhưng mẹ lại không cho đi. Vâng. À, thế là em có nhiều anh em không? Em không ạ. Ừ. Là nhà có mấy người? Ờ, 5 người, kể cả bố mẹ. Ừ, có cả thêm một đứa em nữa. Vâng. Em trai hay em gái? Một em trai, một em gái. À, thế chắc là mọi ưu tiên sẽ là dồn vào cậu con trai rồi, tôi đoán vậy. Đúng ạ. Ừ. Thì cũng hơi thiệt thòi nhỉ. Đó, thế ngày trước em đi học thì học giỏi không? Ờ, cũng khá thôi. À, cũng khá à? Vâng. Nếu bây giờ mà muốn đi học tiếp thì có đi không? Ừ, chắc là không ạ. Bây giờ đi học hết thì già rồi. Già rồi á? Vâng. Không theo kịp các bạn nữa, các em nữa. Đúng ạ. À, thực ra nếu mà Mỹ mà có ước mơ đi học tiếp ấy thì có thể là sẽ có một cách nào đấy để em có thể tiếp tục con đường học hành. Em có bao giờ nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi học không? Nếu mà ví dụ em được đi học, em có đi tiếp không? Có ạ. Có à? Vâng. À. Được, ok thì để anh xem thế nào. Vì cũng có rất nhiều cô chú cũng nhờ mình ấy, xem là có cái bạn nữ nào mà có ước mơ đi học thì sẵn sàng hỗ trợ đó. Bây giờ thì không biết là cái con đường đi hái rau lợn của Mỹ nó xa không. Bây giờ đi đường đất hay bê tông nào? Bê tông ạ. À, vẫn là đi đường bê tông à? Vâng. Ê, mấy đứa ăn kẹo không? Ra đây này, ra chú cho kẹo này. Chiêu chiêu chiêu. À, để cháu bùa nè. Ờ, sao chị không mặc quần áo người Mông à? Hả? Váy Mông của chị đâu? Ở nhà. Ở nhà á? Vâng. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái người Mông. Chị có chồng chưa? Có rồi. À thế à? Vậy. Lại không mặc váy Mông giống mọi người nhỉ? Này, chú cho hai đứa kẹo này. Ồ, ngoan quá. Chào em nhá. À, đây đây, còn thiếu. Có chưa? Này, cho con này. Rồi. Rất là đáng yêu những đứa trẻ con ở đây. Thế nếu mà như vậy thì em chắc khoảng 1-2 năm nữa là chống lầy à? Vâng. Lấy chồng ấy. Đúng không? Ờ, cũng không biết được nữa. Ờ. Nói chung là em có nhiều thứ không biết nhỉ? Mặc kệ cuộc đời đấy à? Đúng rồi. À, lại gặp thêm hai bạn nữa. Tôi chết rồi, tôi sắp hết kẹo mất rồi mọi người ạ. Này, chú cho các bạn kẹo này. Chiêu chiêu. Cầm lấy. Yêu ma. Này, cho con này. Ở đây. Có nhiều đứa nó cũng không thích ăn kẹo.
Cô giáo. Ở đây là nếu mà theo như anh quan sát thì có thể nhà em là có điều kiện nhất đấy, đúng không? Bây giờ xây một cái nhà rất là to. Theo như là em thì chắc cũng đúng vậy thôi. Chắc cũng đúng đúng không? Vâng. Đó. Thì một ngôi nhà có điều kiện nhất so với những cũng bình thường thôi. Ừ, nhưng mà ý là kiểu cũng là khá hơn so với ngôi nhà ở dưới này rồi đúng không? Vâng. Ừ. Ôi, ở đây còn có rất nhiều cây lá dong này. Đây mọi người để gói bánh. Ai giờ có vẻ như cái hành trình đi lấy rau lợn của Mỹ nó cũng gian nan đây. Lại gặp một biệt đội nữa, nhưng mà không biết là chú còn kẹo không nào. Ăn kẹo không? Ăn à? Ok, đây chú còn bằng này chia nhau nhá. Vâng à, đấy ra lời. Chia nhau nhá, đủ không nhỉ? Chắc đủ đấy. Cẩn thận rơi. Thế là tôi phát hết sạch chỗ kẹo ngày hôm nay rồi. À, chào anh ạ. Đấy, đứa trẻ con nó chơi rất là vui. Giờ thì đã gặp thêm rất nhiều cư dân của ngôi làng rồi. Ồ, chào mọi người nhé. Chào anh chàng đẹp trai. Ui, em có cái hoa tai sành điệu thế. Này, cậu em có cái hoa tai rất là đẹp, hình chữ thập luôn. Chào các chị nhá. Chào anh ạ. Chào em. Thế bây giờ đi hái rau lợn này phải đi đi đường nào? Đây. À đây à? Có vẻ mọi người đang rất là ngạc nhiên với cái sự xuất hiện của mình. Đúng rồi ạ. Ở đây có nhiều người lạ xuống thăm, xuống chơi không em? Cũng không nhiều ạ. Không có nhỉ? Vâng. Nó nằm ngay cạnh con đường hạnh phúc thôi, và chỉ cần đi một khoảng 5 phút thôi là đã xuống được phía dưới ngôi làng rồi. Nhưng mà có thể nó không phải là một cái điểm dừng chân lý tưởng nên là mọi người thường đi qua. Đó. Nhớ giò, chào bà. Bà cũng biết tiếng nào. Hầu như là ở đây mọi người sẽ chăm sóc hai cái con vật nuôi chính là con bò và con lợn, thế thôi, quanh quẩn như vậy. Bây giờ thì hai anh em tôi đang ở dưới một cái thung lũng nho nhỏ. Công việc của Mỹ bắt đầu được thực hiện. Đó. Này em đã bao giờ đi ra khỏi huyện chưa, hay đi xuống thành phố Hà Giang chưa? Em cũng đi làm một lần dưới Bắc Ninh rồi ạ. À, em cũng từng đi Bắc Ninh rồi à? Vâng. Nhưng mà sao lại về rồi? Gần Tết rồi thì về thôi ạ. À, em vừa đi Bắc Ninh về hả? Vâng. Thế mang được nhiều tiền về không? Không ạ. Thế anh mang được bao nhiêu về? 10 triệu thôi ạ. 10 triệu? Vâng. À, em đi làm mấy tháng? Hơn 3-4 tháng. 3-4 tháng? Vâng. Cái thu nhập của bạn đến 10 triệu. Cái 10 triệu đấy thì em sẽ gửi bố mẹ để làm nhà, hay là em để dành riêng cho em? Để dành riêng cho em thôi ạ. À, dành riêng để làm vốn lấy chồng đúng không? Thế là nếu mà đi làm thế thì chắc là cũng có những anh chàng theo đuổi rồi đúng không? Có nhưng mà không thích. Không thích. Vâng. Thế thích trai miền xuôi không? Kiểu trai người Kinh ấy. Cũng không biết nữa. Cũng không biết à? Vâng. À, quan trọng là gặp được người hợp mình thôi nhỉ? Đúng rồi ạ. Còn có duyên hay không thì nó lại là câu chuyện khác. Là ai mà hợp mình thì là mình thích thôi đúng không? Vâng. Đấy, một cô bé 17 tuổi và cũng đã bước xuống những thành phố lớn để kiếm tiền cho mình, kiếm tiền cho bản thân. 10 triệu thì đối với em nó là một cái số tiền nó lớn không? Cũng lớn rồi ạ. Cũng nhiều đúng không? Vâng. Một cô bé 17 tuổi mà sở hữu cho mình 10 triệu đồng thì thực sự nó cũng là một số tiền rất là lớn. Và bạn ấy có thể làm được rất nhiều thứ. Tết là lại mua quần áo mới rồi đi chơi nhỉ? Vâng. Kiểu vậy. Đó.
Ở trên vùng cao thì thực sự mọi người rằng là 10 triệu nó là một con số tương đối lớn, và như một cô bé như Mỹ như này thì có thể làm được rất nhiều việc. Đó. Rất nhiều việc cho bản thân, thậm chí là em có dùng mỹ phẩm bao giờ không? Có mua mỹ phẩm bao giờ không? Em cũng tìm mua nữa rồi ạ. À, chứ chăm sóc da rồi son chứ cũng có đúng không? Vâng. Đấy, thì cũng biết làm điệu đó. Đấy, bây giờ thì cái cô này xinh đấy nhỉ, cô này lấy chồng chưa không biết. À lấy chồng rồi à? Vâng, hai cô. À hai con rồi à? Hai con là vẫn xấu hổ đấy nhỉ. Em hai con rồi hả? Em bao nhiêu tuổi? Em 20 tuổi rồi. 20 tuổi mà hai con rồi. Bạn này cũng khá là xinh xắn mà còn tôi thấy đi này, anh hỏi tí sao đi hái rau lộn lại bôi son? Không biết. Không biết á? Anh thấy em bôi son mà đúng không? Đi hái rau lợn nhưng vẫn bôi son. Đấy. Nói chung là cái tuổi 20 thì vẫn là một cái tuổi nó rất là đẹp, nên là có thể vẫn còn muốn làm điệu. Đi, bây giờ tôi gặp một cậu em học hết lớp 9 nhưng mà gọi sao nhỉ? Không không muốn đi học nữa hay là gia đình không Đang cho đi học? đi hầu nhưng bố mẹ không có tiền luôn. À thì vẫn vẫn câu chuyện là không có tiền thôi nhỉ. Cái năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 17 ấy. 17 Vâng. là cũng bằng tuổi Mỹ à? À, rất đúng ấy. Ừ. À, cũng có một cái hoàn cảnh khá là giống Mỹ là không được đi học tiếp cấp 3. Vâng. Mặc dù là cũng mong muốn đi học hết cấp Có 3 đúng đấy, không? đúng ấy. Ừ. Nhưng mà bố mẹ không có tiền luôn. Ừ. Đó, một cái tình trạng khá là chung chung ở trên vùng cao nhỉ. À, đúng ấy. Là cái học lớp 9 là một cái cột mốc rất là lớn rồi Đúng. và không có điều kiện thì chỉ có một cách duy nhất là dừng cái con đường học tập và lại bắt đầu nghỉ học và lao động kiếm tiền nhỉ. Đúng ấy. Thế em đã kiếm được ra tiền chưa? Em từ đầu năm trước đấy em xuống làm đường 5 tháng xong em về rồi. À, Vâng. thế là em về em mang được bao nhiêu tiền về? Không, 1 tháng em gửi về bố mẹ mua phân phân ngô rồi. À, Vâng. nhưng mà cụ thể là có bao nhiêu tiền? Ừ. Cụ thể Ví dụ như Mỹ kia nha, nó tiết kiệm được 10 triệu. à, Thì đúng. em để được bao nhiêu tiền? Em không để nó làm được thì gửi về chỗ bố mẹ mua À, thế cái tiền mua gửi đấy về muốn bao bao nhiêu tiền? Gửi về gửi về bao? em 1 tháng gửi về em 3 triệu, 3 triệu. 4 triệu thôi. Ừ, 4 Vâng. triệu. Đó. Đấy. Thế là em đi làm công việc gì? Công việc công ty điện tử ạ. Công ty điện tử à? Vâng. À, ok. Đấy, 17 tuổi thì cũng đã phải đi làm kinh tế Vâng. để phụ giúp gia đình rồi. Vâng. Đây là đã cuối ngôi làng chưa? Rồi. Rồi à? Vâng. Tôi thấy có một cái ngôi nhà nằm ở phía cuối ngôi làng và cũng được xếp bằng rất nhiều những cái bức tường đá khác nhau. Ừ. Thế ngôi nhà này thì có người ở không? Bởi vì anh thấy phía ngoài nó Có rất là có một bà, có một bà. nhưng mà kiểu như bà sinh ra một anh nhà mới này thì bà đấy ở bên kia, ở đây cũng được, ở bên kia cũng được. À, Vâng. tóm lại là bà ở hai nhà Vâng, đúng không? đúng ấy. Bên này nhà mới to đẹp hơn rồi Vâng, đúng không? vâng. Cứ anh nhận Nhà ít tiền. nước xây cho. À, nhà nước xây cho à? Vâng. À, còn ngôi nhà này bây giờ thì nó chỉ là ngôi nhà tạm nữa thôi đúng không? Vâng, đúng ấy. Ừ. Thì anh tưởng nếu mà bà ở đây thì anh vào thăm bà một chút. Vâng. Cũng nếu mà Chắc chuyển chắc lệnh của ông bà sang bên kia rồi. ừ lạnh quá bà sang bên này rồi đúng không, Vâng. sang một cái ngôi nhà có điều kiện hơn. Vâng. Ừ thế ok. Ừ. Thế đường này còn đi đến nhà nào nữa không? Không, hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Thế đường này là đi ra Đi đi ở dưới 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 ta làm rồi. Tà Làng Ta này. làm thuyền thuyền quên rồi. Ra bến thuyền nữa hả? Vâng. Ra xuống sông Nho Quế Là gì? đúng đúng ấy, xong nhớ quên ấy. À Vâng. ừ ok. Đó, được rồi, ok. Vâng. Đợt hai anh em tôi đã đi hết ngôi làng rồi. Em còn cái điều gì đặc biệt thú vị để giới thiệu cho anh không? Không nữa rồi anh À không nữa. ạ. Ở đây thì mọi người sẽ làm kinh tế chủ yếu là lợn, bò. Lợi bòn Thế thôi. thế thôi, Và gà gẳng thôi. gà thì nuôi nhỏ lẻ mấy vâng con, nhà mấy con đúng không? vâng Và ngoài ra thì trồng thêm rau cỏ rồi mấy thứ linh tinh để phục vụ đời sống hàng ngày thôi nhỉ. vâng đúng ạ. Đó là một cái bức tranh chung của những ngôi làng trên vùng cao. Thường thì cũng không có quá nhiều cái lối thoát kinh tế. Mình cảm giác như vậy. Thì chỉ quanh quẩn quanh những con gia súc gia cầm thôi. Thì những Đúng con đấy thì cũng nuôi nhỏ lẻ thôi, cũng không nuôi quá là
số lượng lớn đó. Và thanh niên trai tráng thì thường là sẽ đi làm thuê ở nhiều nơi để mang tiền về cho gia đình. Ôi dồi ôi, hai bạn xinh quá. À, thấy gặm kẹo rồi. Thế thì bạn gái em tên là gì? Bạn gái em á? Tên máy ạ. À, tên là máy tên, à? Tên Dua. Tên là Dua à? Duân. À, thế nhưng mà gọi gọi tiếng Mông thì tên máy thôi. À, suốt ngày gọi máy thôi, đi học các cô gọi làm Duân thôi. À, thế là hai đứa chuẩn bị hôn nhân chưa? Chưa. Chẳng phải quá 18 tuổi mới cưới à? Chưa, anh gái đang học lớp 5 thôi. Ồ, thế à? Vâng. Không, anh hỏi là bạn gái em cơ. Bạn gái em? Người yêu ấy. Người yêu á? Ừ. Người yêu em chưa đâu. À, chưa có người yêu vâng, à? Vâng, chưa. Ừ. Người yêu chưa. Anh chưa, ông em lại nhầm, mình hỏi là em gái. Vào nhà chưa đi anh? Ờ, ok, thế mỉ hái xong rồi à? Vâng. À, thế thôi anh cảm ơn nhá. Bây giờ anh lại cùng Mỉ đi lên trên này. Ừ, ok, cảm ơn em nhá. Ok. Bây giờ thì anh tôi lại bắt đầu hành trình đi về. Mà hôm nay có vẻ hái hơi ít đúng không? Anh thấy vâng. Có nhiều mấy đâu. Nhà em nuôi mấy con? Một thôi ạ. À, một con lợn thôi hả? Vâng. Ôi, sao nuôi ít thế? Sao không nuôi nhiều nhiều? Nuôi nhiều à? Nhưng mà bán hết rồi. À, bán hết rồi à? Vâng. À, thằng này vừa đi học về à? Vừa đi học về à? Ờ, vẫn đeo cặp sách này. Không biết là đang chơi cái gì. Chơi gì đấy? Chơi gì đấy? Đấy, cứ thấy mình phát là im luôn. Ông bắt chẹt cái. Anh tò mò một chút nhé. Ví dụ em đã từng ước mơ những cái điều gì cho bản thân mình chưa? Ví dụ như là có một chiếc xe máy riêng, hay là có một cái gì đấy, hoặc là có một chiếc điện thoại thật đẹp hay những cái gì đấy. Em có những cái ước mơ gì không? Không. Không á? Vâng. Ôi sao cô gái này đơn giản thế nhỉ? Ví dụ ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn thế. Có. À. Chắc đối với Mỹ thì chỉ có những cái điều nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn là có một bộ quần áo mới chẳng hạn. Thế là không có ước mơ gì à? Không. Ôi giời ơi. Ước mơ lấy được chồng Hàn Quốc chẳng hạn thế. Có ước thế không? Không. Thế em thích, hiện tại em đang thích nhất là cái gì? Chỉ thích đi phượt thôi. Có thích đi phượt á? Vâng. Ô, thích đi phượt. Thế em đã từng đi phượt bao giờ chưa? Cũng đáng tựa. Hả? Cũng đáng tựa. Nhưng bây giờ đi thăm Hà Nội chưa? Bà ấy. À, bà đây à? Vâng. À, tôi có nghe Mỉ chia sẻ là có một bà. Nhưng không cụ. Biết bà có ở nhà không nữa. Ừ, bà ấy là sống một mình à? Vâng. Và có con cháu gì không? Không có con nữa. Không có con à? Vâng. Bà cụ cô đơn à? Vâng. À, đường đi vào nhà cũng khá là rậm rạp. Để xem nhà của bà như nào nào. Ở phía bên trong ngôi làng thì không có nhiều những con đường bằng bê tông nữa, mà sẽ có những con đường mòn nhỏ như này thôi. Và thậm chí là nó cũng rất là trơn. Nhưng đối với Mỉ thì không thành vấn đề, bởi vì bạn ấy đã quá quen thuộc với nơi này rồi. Đây ạ? Đâu? À đây à? Vâng. À. À, tôi thấy tiếng lợn nó đang ăn chọp 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 chọp. Thế chắc bà ở nhà rồi. Nhát xe bò. Ồ, nhát giò. À, bà đang chăn lợn à? Đang cho lợn ăn. Đang cho lợn ăn à? Bà nuôi được nhiều lợn không? Ở dù bùa trống à? Tôi hai thấy con bé rồi. Hai con à? Vâng. Ồ. Oh. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà bà nuôi được hai con lợn to thế? Chỉ liệu một đặc sản nào bỏ. Chỉ liệu một hàng đặc sản nào? Ai mua hàng đặc sản? Ờ. Mua ai? Dễ chỗ kia.
85 ạ. Bao nhiêu? 85. 85 tuổi rồi á? Vâng. Ồ, 85 tuổi mà bà vẫn làm kinh tế. Là một mình bà ở đây chính xác luôn hả? Không vâng. Ở với ai? Vâng. Con cháu bà đâu em? Ở dưới hết rồi ạ. À, thế là bà lại... Nhưng mà không phải là con đẻ. À, thế là bà không có con à? Vâng. À. À, chị Pao à? Chị Pao hạ, chị Pao hạ. À, tôi không biết bà tên là gì nhỉ? Bà tên là Dế ạ. Bà Dế à? Vâng. À, đây này, tôi thấy bà có một cái giấy mừng thọ. Bà sinh năm 1947. À, năm nay bà 75 thôi chứ. À, đúng rồi, năm nay bà 75 thôi. 75. Ừ, tôi không biết là Mỹ cộng dồn kiểu gì mà thành 85. Là mình hơi bất ngờ. Bà nói thế mà. À, bà bảo thế à? Vâng. À, trong nhà của bà thì cũng khá là cơ bản thôi. Bà có nuôi một vài chú gà như này này. Và thậm chí là bà cũng có một chiếc tivi. Tôi không biết là còn dùng được không. Cái tivi này còn dùng được không bà? Có ạ. Này. Ờ lúc à thì những cái new boy giống tao á. Nó chỉ chưa tao lắm nè. Dày và to như này. À vẫn được. Và thậm chí là bà còn có một chiếc đầu DVD chắc là để xem những cái nội dung như là phim này. Ừ đúng rồi. À, đây chắc là cái hình thức giải trí của bà những ngày mà buồn không có gì xem. Nhưng không có gì chơi. Đấy thì bà sẽ có một cái tivi và dùng một cái đầu DVD như này để phát video. Thế cũng rất là công nghệ đấy. Mặc dù là cái công nghệ này nó cách đây khoảng 10 năm rồi. Đấy, mà ở đây thì nó vẫn được sử dụng. Một ngôi nhà cơ bản thôi. Không biết là bà nấu cơm tối chưa? Ồ, oh, mua là chị tao à? Chưa ạ. À. Đấy, bên này thì rất nhiều nồi niêu xoong chảo. À, cái điều mà mình thấy đặc biệt nhất là mặc dù bà khá là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn tự làm kinh tế cho mình, tự nuôi được hai chú lợn. Bà có nuôi bò không? Bò mẹ đấy à? À bà... Anh hỏi gì ạ? À, bà có nuôi bò không ấy? Ờ, không ạ. Không à? Vâng. À. Chỉ nuôi lợn thôi ạ. À, nuôi mỗi lợn thôi. Vâng. Đấy. À, chỗ ngủ của bà thì cũng phải có những cái... bạt này che để cái bụi nó không rơi xuống giường. Bà ơi, con tặng bà một món quà nhỏ nhỏ này để bà có thêm tiền mua thức ăn ạ. Con gửi bà. Bà sẽ rất bất ngờ bởi vì tự nhiên lại có người cho tiền. Vâng. Em nói giúp anh với. Bỏ dưa bỏ. Này à, bụi hồ mẹ cho chị tặng một dưa thì à. Chún nó là một dưa chín nó thế. Ta thăm mua hả cha nà. Mà mua tiền à. Mà đi thề thất sinh tú. À vâng. Chúc bà sức khỏe nhá. Thì bà cố gắng giữ sức khỏe nhá. Hy vọng rằng là lần sau cháu tới thì vẫn thấy bà khỏe mạnh. Và con lợn của bà lớn hơn. Có khi bà bán cho cháu con lợn đấy nhá. Bao lũa. Thật tự nhiên mua sinh chén trá tụ mà. Thì à. Ôi thì nó cá nhớ chồng thế thì nhà ôi chúa trong bộ con người lớn lội thì tôi người vui này mua cho họ tôi à mua cho họ tôi rồi vô lớn lội cho tôi mà tôi vui à vâng chân nhá cháu đi đây nhá món lo cho vâng chúc sức khỏe bà nhá anh nhá bỏ hy vọng rằng là ngày hôm nay thì bà sẽ có một cái niềm vui nhỏ nhỏ đấy thì có người đến chơi đến thăm mình mặc dù là cái cuộc thăm nó chỉ choáng váng thôi nó chỉ được một lúc thôi nhưng mà hy vọng là bà cũng sẽ được an ủi động viên để cái cuộc sống một mình nó bớt buồn hơn. Còn bây giờ thì hai anh em mình lại hành trình về nhà nhở. Bây giờ đi về đường nào không quay lại đường cũ à? Không quay lại nữa về đường này. Lại phải leo dốc à? Vâng. Này anh hỏi một chút đấy ví dụ mà em thì sẽ làm được những công việc gì ở miền xuôi? Tức là em từng làm những gì rồi? Miền xuôi nhá. Tức là em đã từng làm những công việc gì để kiếm ra tiền rồi? Làm gạch thoa. Làm gì? Gạch hoa. À làm đi đóng gạch hoa ấy hả? Vâng. Và tiếp theo? Chỉ thế thôi ạ. À đi đóng gạch.
Vâng. Ừ. Thế Mỹ đi phượt được những đâu rồi? Ờ, chỉ đi Lũng Cú thôi ạ. À, đi Lũng Cú à? Vâng. Thế thì đâu có tính là đi phượt đâu. Lũng Cú thì nó vẫn nằm ở gần nhưng đây mà. Nhưng mà không có bạn thì không đi xa được. À, không có bạn thì không đi xa được à? Vâng. À, phải có một người đi cùng nữa nhỉ? Vâng. Thế em đã biết đi xe máy chưa? Ờ, cũng biết rồi ạ. À, cũng biết rồi à? Vâng. Nhưng mà 17 tuổi làm gì đã được thi bằng lái xe nhỉ? Đúng rồi ạ. Ừ. Giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngôi nhà xây có điều kiện nhất ở đây. Tối nay có gì ăn nhỉ? Hả? Tối nay có gì ăn nhỉ? Ờ, không biết nữa. Ừ, cái cô bé này, cái câu cửa miệng là không biết thì phải. Mấy giờ mới nấu cơm? Ờ, bây giờ chuẩn bị nấu. À, bây giờ chuẩn bị nấu à? Vâng. À, là em là nấu luôn hả? Đây là bố của mình, năm nay 45 tuổi. Thì tôi cũng rất muốn gặp bố của bạn ấy để tìm hiểu qua về cái ngôi nhà này. Bởi vì ở dưới một cái ngôi làng này mà có một cái ngôi nhà xây rất là to như này thì mình cũng rất là thấy lạ. Thế cái ngôi nhà này anh xây hết bao nhiêu tiền? À, chú xây hết bao nhiêu tiền? Chú xây cái nhà này là chắc là chưa xong. Chưa xong? Lúc nào xong phải sau cửa 200 triệu. 200 triệu? Vâng. 200 triệu. À, vâng. Có khi còn hơn đấy nhỉ? Bởi vì là mình còn chưa tính được hết. Chưa tính. Ừ. Bây giờ mình ở vòng xa, vòng câu, bây giờ mình không phải gật đửa to của ô tô. Ừ. Sao mà thê... Đấy, vận chuyển cái... Bà, ừ, vận thê... chuyển là nó khó. Thế xe máy chở các vật liệu về xuống nữa. Ừ. Đấy, nên là nó sẽ mất công nhiều hơn, tốn nhiều tiền hơn. Đúng không? Mất công quá. Nhưng mà ví dụ 200 triệu thì là mình tự kiếm được hết hay là mình có phải đi vay ngân hàng không? Ồ, bây giờ nhà chú không có mà vay ngân hàng hết rồi. Ồ, thế vay ngân hàng hết bao nhiêu? Vay ngân hàng 100 triệu. Ôi, vay ngân hàng 100 triệu. Ồ, còn gia đình mình có khang. À. Không. Nhưng mà dám vay ngân hàng 100 triệu thì chắc chắn là phải làm ra được nhiều hơn thế mới dám vay đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, một ngôi nhà thực sự là rất là to và rộng. Đấy. Nhà không to mà nhà bé. Ừ, như này là hoành tráng nhất khu này rồi, đúng không? À, xịn nhất khu này rồi. Không, bình thường là vắng lặng quá. À, nhìn là vắng lặng. Thế là chú thì rất muốn cho em Mỹ đi học. Mỹ hả? Ừ. Đi học á? Ừ. Có phải không? Có, nhưng mà họ mẹ của Mỹ á. À, vợ chú lại không đây, cho đây. Đi đúng không? Đây đấy. Đó thì có những cái bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng ấy là bạn ấy không thể đến lớp được nữa nhỉ. Và bắt đầu đi kiếm tiền rồi. Phụ giúp gia đình rồi nhỉ. Thế là mình không cãi lại được vợ à? Không, không cãi được vợ. À, vợ quên thì nào là mình phải nghe đúng không? Đúng rồi. Thế thì cũng rất là yêu chiều vợ đấy nhỉ. Ừ. Thế bây giờ chú sẽ làm gì tiếp theo? Và chú nói là chú sắp rửa tay đi là nấu cơm hả? Cơ uống. À. Và đấy. Ngày hôm nay thì có gì ăn không chú? Tôi thấy là chú, có một cái túi giá này. Đây cái túi này đậu. Đậu để cho thợ ăn à? Vâng. Ờ. Thợ ăn. Bên này thì Mỹ đang ôi nấu cơm. Đấy, một gia đình người Mông cũng rất là hiện đại vì làm được một cái ngôi nhà rất là to và bề thế. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là cái suy nghĩ trong cái việc học hành thì giữa hai vợ chồng thì nó lại không có đồng nhất quan điểm. Nên là cô con gái chỉ học được hết lớp 9 thôi. Thế còn tất cả là dồn hết cho anh con trai à? Con trai á? Thằng con trai ấy. Con trai sẽ cho nó đi học hết cấp 3 đúng không? Vâng rồi. Ừ. Nhưng mà con trai một đứa. Ừ, ưu tiên con trai hơn đúng không? Vâng, đúng rồi. Con gái thì học hết lớp 9 là được rồi à? Hết lớp 9 về... Trước là bỏ nó cho nó đi học nhưng mà vợ chú không cho đi học. Thì thế thì không được ưu tiên bằng con trai đúng không? Đúng. Con trai sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Đấy. Thì đấy cũng là một cái khá là thiệt thòi cho những bạn gái ở vùng cao. Ừ. Các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay thì mình đã khám phá xong cái ngôi làng này và hy vọng rằng là thông qua một cái video ngắn này thì mọi người cũng có thể hiểu biết thêm về những cái ngôi làng nhỏ nhỏ của đồng bào người Mông ở trên vùng cao núi đá Hà Giang.
Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ xin phép được tạm biệt gia đình và sẽ quay trở lại thị trấn Mèo Vạc để nghỉ ngơi, để chuẩn bị sức khỏe cho những cái hành trình tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Chao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.